Hello anh em, mình là Kim Botun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình ở đây là mình có một cái chế gym, chế quay. Thì cái chế gym, chế quay thì anh em biết là nó sẽ là hình thức nó sẽ giống nhau. Ok, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em độ chế cái chế ở đây. Đó, thì một số các anh em là thường là thích chạy tốc độ cao, tăng tốc ngọt mà xe nó bốc lên. Thì nhiều anh em chọn cái giải pháp là thay cái chế khác anh em nhé. Ví dụ như cái xe Way 100 thì anh em làm cái máy lên rồi, anh em có thể độ cái chế này lên để chế 125 hay là một chế 150 hay 175 gì đó. Thì đấy là tùy anh em. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể là vẫn đi cái xe zin của mình đó, hoặc là anh em đã làm cái máy lên rồi, đã nâng công suất cái máy lên rồi mà vẫn muốn giữ lại cái chế zin của mình ở trên cái xe này đó, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách thức mà làm một cái đường bơm tăng tốc cho một cái chế này. Thì khi cái chế này có cái đường bơm tăng tốc như thế thì chạy rất là bốc, khỏe anh em nhé. Cái nước đầu rất là bốc, kể cả nước hậu anh em nhé. Đó, thì anh em có thể để ý ở trên những cái xe ga thường là của dòng Yamaha ấy, nó hay có những cái đường bơm tăng tốc. Ở trên những xe số này nó không có đường bơm tăng tốc, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em chế cái đường bơm tăng tốc ở đây. Đó, để chuẩn bị chế một cái đường bơm tăng tốc cho một cái chế này thì trước tiên là anh em cần phải có một cái chế đã. Đó, cái chế này thì anh em có thể là mua ngoài hoặc là anh em tháo chính trên cái xe của mình ra. Ok, và tiếp theo thì bây giờ anh em sẽ kiếm cho mình một cái dích lớp phụ ở đây. Đó, cái dích lớp phụ anh em nhé, để mình lấy nét vào. Đó, cái dích lớp phụ, cái dích lớp phụ này thì nó sẽ là ở trong cái chế này, mình sẽ tháo ở trong cái chế này ra, nhưng không phải là tháo chính cái chế mình đang sử dụng đấy nhá, đang muốn chế đâu nhá. Anh em sẽ kiếm cho mình một con dích lớp phụ như này. Thường là ở các cái quán sửa xe ấy, thì họ hay thay chế cho khách, thì những cái chế đấy người ta vứt ra thì anh em có thể là xin lại cái con dích lớp phụ này, chỉ cần một con dích lớp phụ này thôi, hoặc là anh em có thể mua mới anh em nhé. Ok, đó, thì bây giờ là anh em đã có một con dích lớp phụ này rồi thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái ti ô như này. Đó, một cái ti ô như này, ngắn thôi chứ không cần dài đâu. Đó, hoặc là chính là cái đường xăng thừa ở trên xe các bạn đó, khó thể kiếm. Cái đường mà chỗ này này, để anh em xả xăng ra ấy, hoặc là xăng thừa nó chảy ra, nó sẽ chảy ra đường này thì anh em sẽ lấy đúng cái tiêu ấy luôn. Đó, thì rất là đơn giản thôi, khỏi phải đi kiếm. Ok, và anh em chuẩn bị cho mình một cái đoạn băng băng tan hay còn gọi là băng gen đây nếu như cần, và một cái hộp mũi khoan. Thì trong đây thì mình sẽ sử dụng là cái mũi trong này thì mình sẽ sử dụng một cái mũi 4.5 anh em nhé. Đây, cái mũi 4.5, mình sẽ sử dụng một cái mũi 4.5. Cái mũi 4.5 này nó sẽ to đúng bằng thân của cái này. Đó, ok, thì nó bằng cái đoạn gen này đó. Thì có thể là anh em sẽ lấy một cái mũi nhỏ hơn để anh em khoan mồi. Đó, đây mình sẽ lấy một cái mũi nhỏ này để mình khoan mồi. Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức làm. Cái này cực kỳ đơn giản thôi. Thì bây giờ anh em có thể là khoan ở đây cho mình này. Đó, ở chỗ này nó có một cái gân. Đây anh em nhìn rõ, đây nó có một cái gân thì nó cao quá, nó khoan nó sẽ khó, thì mình đã mài qua cái gân này đi để cho nó thấp xuống. Đó, thì mình sẽ lấy nét vào cái này. Đó, mình mài cái này đi để là gì, để khoan cho nó dễ, nó không bị trượt khỏi cái gân. Đó, thì mình sẽ tính toán là nó sẽ nằm sau cái miếng để chắn le đây. Đó, thì bây giờ này, muốn để thực hiện cái này thì anh em tốt nhất là nên tháo cái này ra, có thể là bỏ hẳn ra cũng được, không sao cả, bởi vì là chúng ta ít khi kéo le đó. Đó, thì bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra. Nay trời nó mưa cho nên là nó sẽ hơi ồn anh em nhé, anh em thông cảm do thời tiết dạo này miền Bắc thế nào thuận mưa. Đó, mình đã bỏ cái nắm này ra rồi. Ok, đây là cái chế zin, chế quay nhá, chế xịn luôn nha anh em nhé. Đó, cái hình này. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ khoan cái lỗ ở đây. Trước tiên là mình sẽ khoan mồi rồi đã. Ok, thì vì đây là mình sẽ sử dụng một cái máy khoan. Thì cái này anh em không có máy khoan thì có thể ra quán nhờ người ta khoan được. Ok, thì cái bài này là mình thấy các anh em ở bên Malaysia hay Indonesia hay sử dụng những cái bài như thế này. Ở Việt Nam thì mình hình như là mình chưa thấy có ai làm cái kiểu này cả.
Thực ra thì trên YouTube thì có rất nhiều kênh mà hướng dẫn anh em độ chế trên xe ấy. Thì hầu như là mình cũng chưa search được cái anh em nào mà làm cái bài này đó. Nếu như chưa có ai làm ở Việt Nam mình thì bài này nó là bài độc đấy anh em. Ok, thì anh em khoan lưu ý cẩn thận vào tay nhé. Cái chế này nó cũng mềm thôi, không có gì cả. Đó, mình đã khoan mồi được một lỗ ở đây rồi. Ok, thì bây giờ là mình bắt đầu tiến hành khoan. Đó, nó thủng rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thay cái mũi to vào. Nó cũng mỏng thôi, mà nó cũng mềm, nó không cứng đâu. Nên là anh em khoan có thể ở nhà lấy cái kéo nhọn anh em ngoáy nó cũng thủng. Đó, nó đã thủng rồi. Ok, nó như thế này rồi. Đó, còn khi anh em khoan xong rồi anh em phải vệ sinh sạch sẽ xong rồi đang lắp lên xe nhá, để tránh những cái mạt này nó rơi trong bùng đốt là vứt luôn đó. Ok, khi mà anh em khoan như thế xong rồi thì anh em có thể là vặn ướm nó vào đây. Đó, nó lại mắc ở đây mất rồi. À, đây mình sẽ quay cái chiều này đi. Đó, thì anh em sẽ vặn ướm đây. Cái này nó sẽ có một cái khớp ở đây ở trong cái thanh ngang này nhá, thì anh em sẽ vặn hướng nó đi, hoặc là anh em có thể khoan sâu vào hơn. Đó, nhưng mà mình thích là để nó ở tầm này hơn, mình khoan sâu trong này nhìn nó không đẹp lắm, nó ở tầm này là đẹp hơn này. Đó, thì anh em sẽ vặn nó vào như này. Ok, bây giờ là mình sẽ lấy cái băng ren ở đây, mình sẽ quấn vào để mình vặn để tăng cái độ chặt cho nó kín, nó lại hở mất. Cần như này thôi anh em nhé. Đó, những cái lỗ này là phải thông anh em nhé. Cái lỗ ở đây và cái lỗ ở đây phải thông. Ở trong này nó có một cái lỗ rất là bé, nó phải thông anh em nhé. Còn nó tắc thì phải tìm cái khác. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vặn nó xuống. Mình phải tìm cái tô vít hai cạnh đã. Đó. Anh em vặn nó vào thì nó cái ren này nó sẽ ăn vào cái lỗ khoan kia, nó khác tạo tự tạo ren. Chặt rồi đó anh em. Đó. Tại sao mà mình lại không khoan ở ngoài này? Mình khoan ở ngoài này thì tí nữa mình sẽ không bắt được cái cổ hút của cái boe nhá, cái đường hút gió vào ấy, thì mình không bắt được thì mình sẽ bắt ở đây. Đó, thì cái này nó không liên quan gì đến thằng này cả. Còn nếu như một số anh em mà không đi cái đầu boe này, anh em có thể khoan thẳng ra ngoài này thì nhìn cái đường mà lúc nó bơm vào rất là đẹp anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bỏ cái này ra, nó kín rồi ấy. Thì cái này nó thừa ra thì anh em sẽ bỏ ra để tránh tình trạng mà khi nó nổ máy nó sẽ hút lọt xuống dưới bùng đốt. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để mình dốc cái bụi trong này ra đã. Đó, quả ga nó đây. Mình sử dụng luôn vòi hút. Đó, thì cái cách thức này rất là đơn giản. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ làm như này cho mình. Anh em sẽ tháo cái đường xả xăng thừa này ra, con ốc xả xăng thừa ở đây ra. Ở cái chế rim thái hay là cái chế mà kiểu gọi là chế rim thái hay là xe rim thái thì nó sẽ là con ốc nó nằm ở đây nhá, và cái vòi này nó sẽ nằm bên ngang bên này, con ốc nó sẽ nằm ở đây, còn cái xe Wenfa nó sẽ nằm bên hông ở bên này. Đó, ok, thì bây giờ nó sẽ như thế này rồi thì anh em sẽ lau sạch chỗ này đi. Đó, anh em sẽ quấn này vào đây cho mình. Cái này nó hơi nhỏ, nó hơi khó quấn tí, nhưng mà không sao, hình thức nó sẽ là như thế. Ok, như này để làm gì, là khi anh em vặn vào
Thì anh em vặn kịch vào thì sẽ nới ra cho mình 1/4 vòng. Đó, anh em vặn kịch vào để cho nó khỏi ngấm xăng ra ngoài anh em. Đó, nó chặt rồi thì anh em sẽ vặn cho mình 1/4 vòng. Quay ra đây sẽ là nửa vòng này, quay lên 1/4 vòng nó sẽ tầm này. Đấy. Ok. Như vậy là xong rồi. Việc tiếp theo thì anh em sẽ kim cái vòi này cho mình ở đây. Đó. Anh em chét nó vào nhá, nếu mà nó lỏng thì anh em chét nó vào. Nó là nó chặt rồi thì ok, không sao cả. Đó, thì bây giờ anh em sẽ vòng cho mình một cái đường xuống như này. Thì khi mà lắp vào thì chỗ này nó sẽ có vướng một cái khóa xăng ở đây, thì anh em sẽ tính toán cái khẩu độ cái dây này. Ví dụ là nó sẽ vòng như thế này này. Đó. Nó vòng như thế nào đấy có thể là do anh em, còn mình thì mình sẽ để như này. Thì cái khóa xăng mình sẽ bắt ở đây. Cái này nó sẽ vòng bên ngoài khóa xăng anh em nhé, để tránh tình trạng nó bị gấp như này. Bình thường là nó sẽ như thế này, nhưng mà khi nó nóng lên nó sẽ bị gấp hẳn vào. Đó. Ok, thì cái này là khi lên xe lắp xong rồi thì anh em mới cắm vào. Hình thức là sẽ là như thế này. Đó. Thì khi anh em mở xăng ở đây ra, xăng nó sẽ chảy theo cái ống này. Và khi anh em kéo ga tăng tốc đột ngột thì cái lực hút ở trong này nó rất là lớn. Lực hút ở trong này lớn thì nó sẽ kéo xăng từ trong này ra đây. Đó. Rất là đơn giản thôi. Còn cái đường thở ở đây thì anh em vẫn cứ cắm như bình thường nhá. Anh em chỉ chế thêm cái đường này ở đây. Và khi anh em ga to lên ấy, cái xăng nó sẽ theo cái đường đây nó lên. Và nó sẽ theo cái đường lỗ Zickler nó chảy xuống. Lỗ Zickler chảy xuống thì nó sẽ chui vào trong buồng đốt qua cái lỗ ở đây. Đó. Cái bài này rất là đơn giản. Đó. Cũng là tăng tốc cũng rất là ok, đi cũng rất là bốc. Đó. Nếu mà anh em nào mà đi tiết kiệm xăng thì đi cái bài này là hơi bị tốn xăng. Nhưng mà những anh em mà racing boy ấy, thích chạy tốc độ cao ấy, nói chung là dân tổ thích chạy ấy, thì có thể làm cái bài như này, độ rất là đơn giản. Và ok, anh em có thể tận dụng chính cái chế này và vẫn tăng được cái công suất của cái máy lên. Nhờ là nó tăng thêm cái tỷ số xăng đưa vào trong bù đốt một cách là bơm theo khí hút. Đó. Còn cái chế mà nhà máy họ sản xuất mà có được bơm tăng tốc ấy, thì khi anh em kéo ga lên thì nó sẽ nén cái lá gió và nó sẽ đẩy xăng cũng vào trong bùng đốt như thế này. Còn ở đây thì mình sẽ tận dụng cái đường này để làm cái đường tăng tốc. Đó. Đơn giản không anh em? Đó, chỉ như thế thôi là anh em đã có một đường bơm tăng tốc. Ok, thì bây giờ là ở cái clip sau ấy, thì mình sẽ lắp cái chế này lên xe và mình sẽ test cho anh em coi xem là nó sẽ như thế nào nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kiên Motul. Nếu như anh em thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình. Đó. Nếu như anh em có thắc mắc gì có thể là comment ở dưới cái mục bình luận. Đó. Thì mình sẽ có những cái miêu tả ở dưới cái mục miêu tả bên dưới về cái cách thức làm cái này. Đó, rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần nhìn một phát là anh em có thể làm được luôn. Ok, mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở clip tiếp theo thì mình sẽ lắp cái này lên.